chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong ngày hôm nay, ngoại trừ vùng biển, các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6. Còn lại các vùng biển khác, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam dầu ẩm nên xuất hiện hiện tượng sương mù và mưa nhỏ trong thời điểm ban sớm, khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Dự báo trong 2 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, cường độ gió tiếp tục có xu hướng giảm trên hầu khắp các vùng biển từ ven bờ ra ngoài khơi và cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với cường độ gió giảm xuống dưới cấp 5 nên sóng nhẹ. Chỉ lưu ý hiện tượng sương mù khả năng vẫn xuất hiện tại Vịnh Bắc Bộ trong thời điểm ban sớm trong đêm nay và ngày mai, khiến tầm nhìn xa tiếp tục giảm thấp. Sau đó, từ ngày 13 tháng 2, khối không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, sẽ chi phối các vùng biển phía Bắc, bao gồm Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, khiến tình trạng biển động trở lại, cùng sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Bà con ngư dân cần hết sức lưu ý, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết biển để chủ động phòng tránh an toàn. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân vùng biển ngoài khơi của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình Vũng Tàu ra Côn Đảo. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc cũng giảm cường độ, chỉ còn phổ biến ở khoảng cấp 5 nên tình trạng biển ổn định hơn. Ngoài ra, mưa chỉ xảy ra vài nơi nên tầm nhìn xa tốt ở trên 10 km và ít gây trở ngại đến tàu thuyền có trọng tải lớn. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió Đông Bắc thổi yếu nên sóng thấp, biển êm ả. Thời tiết ổn định với mưa ít, tầm nhìn xa thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt gần và xa bờ của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!